rơi. Lại đây, lại đây. Lại đây, lại đây. Cháu lòng nước anh. Ok, ok. Ok. 3 UNB, UNB. 2 thôi, 2. 2 thôi, 2, 2 thôi. Ờ. Ba hai một, ba hai một. Mày bắn đâu hơi nhiều á, mày lách cái đầu nồi cơm điện mày ra đây. Tôi có gỡ không? Một phải không bạn? Hay hỏi? Khỏi nhờ, công nhà đi nhờ. Một, một. Rồi giữ rồi, rồi top 1 thêm phát nữa cho tao. Ok, cho tao lên TV phát nào, tao tao tao, tao, tao hằng chết rồi. Một hàng một một hàng một hàng bò lại cái gờ anh chấm đi anh cơ cho nó không nhô đầu lên được đâu. Không còn là một lợi thế. Ờ thôi nó nhá đó. Ờ rồi 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 ok thôi. Mình nhiều đất hơn. Kệ làm đất đứng chỗ thôi. Và nhà mới thần chết à? Nhà của New House. Đang muốn đường vào nếu mà không có thủ đô thì em ngay bây giờ. Tân ra đến từ đội hình bên phía team UNP với cả chủ nhà Martin New House nào đây. Thì bên này nó thấy rất là tốt trong cái cao nó vẫn liên tục xả lại. Bởi nói thật, vẫn ba bên còn lại thì con số. Mắc công người ta nói cầm bóp không bắn được gì nào. Tao bắn hẳn nguyên một băng luôn. Lên đi Di, lên đi. Nè đứng 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 bên trái này rồi, bên trái này từ từ qua mặt kia, đúng rồi. Ôm cái bờ gào lại. Chém 4, ok. Từ từ có một gì giáp rồi. Cứ đứng một chỗ cho anh cần làm hồn hết á. May mắn thay là chưa bị knock out nhưng cái làm gì thế rồi. Em nghe đi, anh canh phải nhiều hơn. Qua anh, tôi đi được không? Ok ok. Rất khó, phía bên ngoài này. Ừ. Tôi chiếm gờ cho bạn luôn. Thế thì hỏi anh phải lên trên lên cái góc cuối. Rồi rồi rồi, êm. Sẽ là một giai đoạn chậm rồi, các team đang chờ một phải tiến tới. Rồi rồi, không có. Không. Lên rồi, lên hết rồi. Bạn lên đi. Bạn lên đi, tôi lấy giữa bo. Họ muốn ép vào lúc nào cũng được. Bo đang dí tới. Tôi lấy giữa bo bạn lên đi. Còn Doctor Lee đang cố gắng lựa chọn. 1-1-1 thôi, hàng lẻ. Tận dụng cho cái lát này. Vàng lên tai và Next Esports thì cũng đang như như con Phoenix là họ chỉ có thể trốn thôi. Flash nè. Quá khó, bên phía thì Next Esports cùng với đó là UNP không? Hai cái tên thì chung một số phận, cùng một nhà luôn. Một cái tầng 1 và một cái tầng 2. Rồi ở đâu nữa? Rồi 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 rồi. Mơm, ơi hết đạn rồi, mơm ơi. Rồi, nó chết rồi. Bum.